Thưa quý vị, hạn hán chưa từng có trong 30 năm ở Namibia, tin từ Open World. Liên Hiệp Quốc cho biết Namibia đang bị hạn hán nghiêm trọng, trên 100.000 trẻ em bị đe dọa thiếu dinh dưỡng. Vùng Bắc Cunene là nơi thường xuyên xanh tươi đã trở thành một vùng đất khô đầy bụi. Bà Karia Makuchu Kota đã chỉ những cánh đồng đất khô chung quanh nói rằng mọi người đang đói và đang chết. Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho miền Bắc Namibia sau vụ mất mùa tháng 5 và dùng 20 triệu Mỹ Kim để cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng. Phó giám đốc cơ quan đối phó thảm họa là bà Helen Likenda đã nói rằng hạn hán đã ảnh hưởng tất cả 13 vùng trên toàn quốc. Cả 13 vùng đều đang thiếu nước cho người và gia súc. Tất cả các vùng trong nước đều không thu hoạch đủ thực phẩm để dùng. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 780.000 người hay 1/3 dân số Namibia đang ở trong tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Đại diện của UNICEF tại Namibia là bà Makala Marquez de Sosa nói rằng phụ nữ và trẻ em đang bị ảnh hưởng lớn nhất. Ông Miozi Nguyen là giám đốc của cơ quan tình mẹ, sống con và phát triển trẻ em của UNICEF tại Namibia nói rằng cơ quan đang cần 7.5 triệu Mỹ Kim để giúp cho 109.000 trẻ em thiếu dinh dưỡng. Nhiều nông dân hiện đang phải bán gia súc vì không còn đồng cỏ. Nhiều người đưa bò qua Angola để tìm đồng cỏ, tạo nên tình trạng căng thẳng ở biên giới. Namibia đã tách rời Nam Phi vào năm 1990, được coi là quốc gia có lợi tức trung bình, mặc dù 25% dân số hay 2 triệu người phải sống trong tình trạng nghèo nàn.